Thưa quý vị, sáng nay mùng 5 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác, trong đó có 5 bị cáo trốn truy nã vì những sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và những đơn vị liên quan. Đúng 8 giờ 50 phút, chủ tọa đọc xong quyết định xét xử. Phiên tòa bắt đầu phần kiểm tra sự có mặt vắng mặt của các bị cáo, người tham gia tố tụng. Đã có 78 bị cáo có mặt tại phiên tòa. Sau khi đọc xong quyết định xét xử và kiểm tra sự có mặt vắng mặt của các bị cáo, người tham gia tố tụng, chủ tọa bắt đầu kiểm tra lý lịch các bị cáo. Bị cáo Trương Mỹ Lan và bị cáo Trương Huệ Vân cho biết tinh thần ổn định, nghe rõ cáo buộc. Sau đây là toàn bộ phần kiểm tra lý lịch các bị cáo Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân tại phiên tòa sáng mùng 5 tháng 3. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngoài tên Trương Mỹ Lan là bị cáo tên là khác. Bị cáo đó sinh ra tại đâu? Dạ, đăng ký hộ khẩu. Dạ, thương tại 67 đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 6 hay ngày 8? Ngày 8 đêm ngày 8. Dạ. Hai công ty đúng không? Dạ, hai công ty. 127 Bạch Đơn, phường 1, 6, 3, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, dạ. Thế bây giờ trình độ văn hóa đi học, thì đã học tới lớp mấy rồi? Dạ, 12. 12. Khi trước khi thực hiện việc đi phạm tội, bị cáo là nghề gì? Dạ thưa làm chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bị cáo quốc tịch? Dạ quốc tịch Việt Nam. Dân tộc gì? Dân tộc Hoa. Cha tên gì? Dạ thưa Trương Văn. Trương Văn. Mẹ tên gì? Dạ thưa Thay. Cha mẹ còn sống không? Dạ thưa Thân ạ, không hết ạ. Bị cáo có chồng con gì chưa? Dạ thưa có. Có chồng là Chu Lâm Cơ, là bị cáo trong vụ án đúng không? Dạ. Hai con. Dạ thưa hai con. Con lớn sinh năm bao nhiêu? Con nhỏ sinh năm bao nhiêu? Dạ thưa con lớn sinh 1994, con nhỏ 1995. Bị cáo có tiền án tiền sự gì chưa? Dạ thưa không có. Chồng quán này bị cáo bắt ra ngày nào? Dạ bị bắt ngày 6 tháng 10 năm 2022. Ngày 6 hay ngày 8? Bị bắt đêm ngày 8. Dạ, kính thưa, bị bắt 8 giờ rưỡi đêm ngày 6 tại ngoài đường này. Thực hiện đầu tố thì vào ngày 8 tháng 10, đúng không? Và 1 trên 2, đề nghị viện sát kiểm tra là chỗ này. Dạ. Theo cáo trạng thì ngày 8 tháng 10, bị cáo cho là ngày đêm ngày 6. Dạ, bị bắt là 1 trên 2. Dạ. Đề nghị viện sát kiểm tra là ngày bắt. Trước khi ra tòa, bị cáo đã nhận được phạt cáo trạng cũng như quyết định liên quan xét xử chưa? Dạ thưa có. Nhận được quyết định của tòa thành phố Bến Tre cách đây bao nhiêu ngày rồi? Thành phố. Nhận được quyết định đưa tòa ra xử chưa? Đến đây, trước khi đến đây xin xin lỗi nha. Là khoảng an toàn nha. Khoảng an toàn. Dạ. Bị cáo ở chỗ. Dạ. Dạ. Xin cảm ơn. Bị cáo Dương Tấn Trước chuẩn bị. Bị cáo Trương Huệ Vân, bị cáo khai đại hòa bằng tên. Dạ, Trương Huệ Vân ạ. Ngoài tên Trương Huệ Vân ra, bị cáo tên nào khác không? Dạ, không ạ. Ngày tháng năm sinh bị cáo? Dạ, 21 tháng 3, 1988 ạ. Sinh ra tại đâu? Dạ, thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú bị cáo? 83 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi bị cáo ở đâu? Chỗ ở thì ở đâu? Dạ, 230 Xuyện 5 Master, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Bị cáo học từ lớp mấy rồi? Dạ, 12/12 ạ. Khi phạm tội làm nghề gì? Dạ, bị cáo là tổng giám đốc của tập đoàn Vạn Thịnh Phát ạ. Tổng giám đốc tập đoàn Vạn Thịnh Phát? Dạ. Tập đoàn quản lý bất động sản của Windsor phải không? Dạ, có ạ. Cha tên gì? Dạ, Trương Chí Trung ạ. Mẹ tên gì? Lâm Thị Hòa. Cha mẹ còn sống không? Dạ, còn ạ. Bị cáo có chồng và mấy con? Dạ, một chồng và hai con ạ. Con sinh năm bao nhiêu, con lớn sinh năm nhiêu, nhỏ sinh năm bao nhiêu? Dạ, hai bạn sinh đôi, 2016 ạ. Bị cáo tiền án tiền sự gì không? Dạ, không ạ. Trong vụ án này, bị cáo bị bắt giam ngày nào? Dạ, ngày 7 tháng 10, 2022 ạ. Ngày 7 hay ngày 8? Khởi tố bắt tạm giam là ngày 7 ạ. Đề nghị kiểm tra lại cái ngày tạm giam của bị cáo Trương Huệ Vân. Trước khi ra tòa, bị cáo đã nhận được bản cáo trạng cũng như quyết định đưa vụ án ra xét xử chưa? Dạ, có rồi ạ. Nhận được quyết định cách đây bao lâu rồi? Dạ hơn 2 tuần ạ. Bị cáo về chỗ. Dạ. Bị cáo Dương Tấn Trước, bị cáo
Thưa quý vị và các bạn, trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan sinh năm 1956, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị truy tố về 3 tội danh tham mô tài sản, đưa hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Nhóm 45 bị cáo, nguyên là lãnh đạo cán bộ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các pháp nhân liên quan bị truy tố về các tội tham mô tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong các hoạt động của các tổ chức tín dụng và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Nhóm bị cáo còn lại của vụ án nguyên là cán bộ Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước bị truy tố về các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng bị cáo Đỗ Thị Nhàn, trưởng đoàn thanh tra, bị cáo buộc về tội nhận hối lộ với hành vi nhận số tiền đặc biệt lớn là 5,2 triệu đô la Mỹ từ Ngân hàng SCB trong quá trình thanh tra ngân hàng này. Còn bị cáo Nguyễn Cao Chí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Giáo dục Văn Lang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Capella, bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Khoảng 200 luật sư tham gia bào chữa bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho các bị cáo. Riêng bà Lan có 5 luật sư. Tòa cũng triệu tập hơn 2.400 người có quyền nghĩa vụ liên quan. Trong vụ án này, có 5 bị cáo bị truy tố, xét xử vắng mặt, đang bị truy nã gồm Đinh Văn Thành, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB, Nguyễn Thị Thu Sương, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB, Chiêm Minh Dũng, nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, Trầm Thích Tồn, thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB, Nguyễn Lâm Anh Vũ, nguyên Phó Giám đốc chi nhánh Bến Thành Ngân hàng SCB. Theo ghi nhận của phóng viên, từ 5 giờ 30 phút sáng mùng 5 tháng 3, rất đông người dân đã tập trung theo dõi những hình ảnh dẫn giải bà Trương Mỹ Lan lên Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Phía bên ngoài Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các rào chắn được lực lượng cảnh sát giao thông bố trí ở các tuyến đường như ngã tư Lý Tự Trọng Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ngã tư Nguyễn Du Nam Kỳ Khởi Nghĩa để tránh tình trạng tập trung đông người. Đến khoảng 7 giờ, xe chuyên dụng chở các bị cáo trong vụ Vạn Thịnh Phát đến tòa. Khu vực trước cổng Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được bố trí bàn để người được triệu tập tới phiên tòa, báo chí xuất trình giấy tờ trước khi vào phòng xét xử. Vâng, thưa quý vị, hiện tại thì tôi đang có mặt trên một số phương tiện tàu thuyền đánh cá. Sao tôi đây? Đang là công tác cuối cùng. Bạn thấy thì thời tiết tại đây thời điểm này thì đang chuyển biến xấu. Và rằng co đi ngang trong suốt những tháng đầu năm, VN Index đang có nhiều dấu hiệu cho thấy ở trên một con sóng lớn. VTC Now, nhanh chóng, chính xác và đa dạng thông tin.